Trinh ơi là Trinh, không còn ai cứu em được rồi. Nguyên gia đình em, chỉ mình em bước đi ngược lối. Em tu mà em, xăng rồi si với sư từng chút. Em quên mất rồi quá khứ của mình nào đẹp hơn ai. Hay do thầy em, bây giờ không có ai lại chùa. Doanh thu tuột ngang do chẳng ai cung cho nhà đất. Theo sư phụ đi, năm mười năm chắc ăn là phất. Anh thấy có mình em mới thấm được những lời sư em. Tính ra từ khi em bên thầy quan bán buôn một ngày ra đơn chàng lan. Người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta. Điều sư em đâu có tốt gì, em nổi tiếng được là nhờ Rama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy Hồng khiên ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy quan, phải nên cung dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi. Em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Trinh ơi là Trinh, không còn ai cứu em được rồi. Nguyên gia đình em, chỉ mình em bước đi ngược lối. Em tu mà em, xăng rồi si với sư từng chút. Em quên mất rồi quá khứ của mình nào đẹp hơn ai. Hay do thầy em, bây giờ không có ai lại chùa. Doanh thu tuột ngang do chẳng ai cung cho nhà đất. Theo sư phụ đi, năm mười năm chắc ăn là phất. Anh thấy có mình em mới thấm được những lời sư em. Tính ra từ khi em bên thầy quan bán buôn một ngày ra đơn chàng lan. Người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta. Điều sư em đâu có tốt gì, em nổi tiếng được là nhờ Rama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy Hồng khuyên ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy quan, phải nên cung dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi. Em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Tính ra từ khi em bên thầy quan bán buôn một ngày ra đơn chàng lan. Người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta. Điều sư em đâu có tốt gì, em nổi tiếng được là nhờ Rama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy Hồng khuyên ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy quan, phải nên cung dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi. Em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Mãi ra đi, nhiều người dân thương xót chia buồn.
xa dương trần đầy dẫy khô ai, đến thiên đàng tin cạnh bóng lai. Đôi chân trần không thể đi thêm, bỏ lại sao hoài bão giác ngộ. Xa nơi đầy hỉ nộ ai ô, sân si này gửi lại trần gian. Sư minh thiện rời khỏi dương gian, nhiều người xoay ngang trách minh tuệ. Trong chuyện này thầy đâu có lỗi, kiếp nhân sinh vô thường mà thôi. Thế mới hiểu trong sáu năm qua, một người tu đúng pháp đầu đà. Sư minh tuệ vẫn luôn là nhất, đấng chân tu đích thật là đây. Có kẻ bảo đâu khó khăn chi, vậy thử đi vài tháng theo thầy. Đâu phải là tự nhiên dân chung bái lại thầy như là Phật xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích minh tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Mới hiểu trong sáu năm qua, một người tu đúng pháp đầu đà. Sư minh tuệ vẫn luôn là nhất, đấng chân tu đích thật là đây. Có kẻ bảo đâu khó khăn chi, vậy thử đi vài tháng theo thầy. Đâu phải là tự nhiên dân chung bái lại thầy như là Phật xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích minh tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Cho sám hối chân quỳ gối, nghịch lý của cuộc đời. Một chân tu tuyệt vời, thua mấy ông thợ tu. Nhìn hình cảm thấy thương sư Thích Minh Đạo hơn, là một nhà sư với cách nói năng từ tôn. Vì chính kiến của mình làm trái ý của người, phải sám hối như vậy. Ôi Nam Mô A Di Đà, tranh luôn luôn là thắng tà. Bà con luôn sát cánh, luôn đứng về phía thầy. Thầy chỉ làm sai với giáo hội Phật mà thôi. Về tình
ai cũng thấy không hề sai. Còn bàn về lý ai cũng thấy thầy điều đúng. Đừng tướng dân ngu muội, chẳng biết đúng sai gì là suy nghĩ sai lầm. Tranh luôn luôn là thắng tà, bà con luôn sát cánh, luôn đứng về phía thầy. Thầy chỉ làm sai với giáo hội Phật mà thôi. Về tình thì ai ai cũng thấy không hề sai. Còn bàn về lý ai cũng thấy thầy điều đúng. Đừng tướng dân ngu muội, chẳng biết đúng sai gì là suy nghĩ sai lầm. Đừng tướng dân ngu muội, chẳng biết đúng sai gì là suy nghĩ sai lầm. Đến nhân gian dọn dẹp đi những thứ không sạch. Cảm ơn thầy dạy cho ba tánh biết cúng dường thế nào là đúng. Nay sứ mệnh thầy đã xong xuôi, mọi người vui sinh chớ đau buồn. Quy luật đời từ lâu vẫn thế, có đến thì sớm muộn cùng đi. Tình vui dành cho các ma tăng, nhổ được gai trong mắt đi rồi. Nhưng sau này thì sẽ hơi đôi, bởi có ai cũng dường nữa đâu. Tay chỉ cầm cái bạc xinh xinh, nhiều thợ tu bông hoa nguyên hình. Chỉ cần làm mà không cần nói, khiến bao sư trong chùa phải nói. Ai thương thầy xin giữ trong tim, đừng ngược xuôi đừng cố đi tìm. Ai thương thầy thì chỉ cần nhớ, lo cha mẹ cũng gọi là tu. Thầy xuống thế gian đã dạy cho ba tánh hiểu được, phải cúng dường ở nơi cần cúng, cũng là phụ hiếu đạo là chính. Tay chỉ cầm cái bạc xinh xinh, nhiều thợ tu bông hoa nguyên hình.
chỉ cần làm mà không cần nói, khiến bao sư trong chùa phải nói. Ai thương thầy xin giữ trong tim, đừng ngược xuôi đừng cố đi tìm. Ai thương thầy thì chỉ cần nhớ, lo cha mẹ cũng gọi là tu. Thầy xuống thế gian đã dạy cho ba tánh hiểu được, phải cúng dường ở nơi cần cúng, cũng là phụ hiếu đạo là chính. Phải cúng dường ở nơi cần cúng, cũng là phụ hiếu đạo là chính. Chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chỉ ăn mỗi bữa một ngày. Tay sư cầm một cái bình bạc, không nhân tiền chỉ nhận đồ ăn. Không xưng thầy mà chỉ xưng con, kẻ đời ai thương ghét không màng. Đêm thì tìm nhà hoang vách đá, sống không mang danh lợi phồn hoa. Bao nhiêu người cùng kính yêu thương, kẻ thì sân si với xem thường. Không nhận tiền xàm ngôn không có, lý do gì ghét thầy người ơi. Bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng vườn thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hăm he, nào là con sẽ xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cũng vương nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích minh tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng vườn thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hăm he, nào là con sẽ xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng vương nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích minh tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhận tiền không làm phiền ai.
lời sư đi. Đất đai mình cúng chùa, kiếp này mình hy sinh, dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ơ. Con mình sẽ giàu, vô tiền ào ào, cái này là sự kiêu. Hát karaoke, chết làm con ma câm, sư làm con rung qua. Bán thùng lo kéo rồi lấy tiền đi cúng dường, như vậy sẽ có phước. Chớ du lịch đi chơi, kéo sau này hối hận, đứng ngồi thì không yên, bị liệt hai chân rồi qua tai biến. Ôi tiền của mình, nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Cứ nghe lời sư đi, đất đai mình cúng chùa, kiếp này mình hy sinh, dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ơ. Con mình sẽ giàu, vô tiền ào ào, cái này là sự kiêu. Hát karaoke, chết làm con ma câm, sư làm con rung qua. Bán thùng lo kéo rồi lấy tiền đi cúng dường, như vậy sẽ có phước. Chớ du lịch đi chơi, kéo sau này hối hận, đứng ngồi thì không yên, bị liệt hai chân rồi qua tai biến. Ôi tiền của mình, nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Ôi tiền của mình, nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Rằng mình cũng là người tu chính chuyên, cũng kẻ học Phật nói chuyện sao không có duyên. Tự nhiên cái kêu bằng thằng, người chi sân si thầy ơn. Người ta tu đúng cớ sao nói như ba trận, ít nhất là thầy không nhận tiền của chúng sanh. Không có đồng hồ xế xịn, không có lính canh, thầy không có xưng bằng thầy, thầy xưng con với dân chúng. Thầy không có nói hát ca kiếp sau bị câm. Ông sân si thấy nhiều người chê không hề bên, không bằng được sư Minh Tuệ nên thế là buồn câu chê bai. Tường ai cùng theo phe ông thế nên làm tới, chắc ông không coi TikTok, chúng chửi ông đầy nhóc. Bởi thấy người nghèo giết gọi thiệt không dám tu, không có tiền để cúng dường là không phải gu. Giờ tu cũng như là nghề, giờ toàn là tu kinh tế, nhiều chùa phải mua vé ta mới đi vào được. Sống cánh buồn phiền hết tiền, nhiều đêm ước mi, lúc đó sợ nghèo đôi lạnh, sợ chi phước đi. Vậy nên nói ông đừng hùng, làm gì cũng la mặt phước, đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Là thầy không nhận tiền của chúng sanh,
không có đồng hồ xế xịn, không có lính canh. Thầy không có xưng bằng thầy, thầy xưng con với dân chúng. Thầy không có nói hát ca kiếp sau bị cấm. Ông sân si thấy nhiều người chê không hề bên, không bằng được sư Minh Tuệ nên thế là buồn râu chê bai. Tường ai cùng theo phe ông thế nên làm tới, chắc ông không coi TikTok, chúng chửi ông đầy nhóc. Bởi thấy người nghèo giết rồi thiệt không dám tu, không có tiền để cúng dường là không phải gu. Giờ tu cũng như là nghề, giờ toàn là tu kinh tế. Nhiều chùa phải mua vé ta mới đi vào được. Sống cánh buồn phiền hết tiền nhiều đêm ước mi. Lúc đó sợ nghèo đôi lạnh sợ chi phước đi. Vậy nên nói ông đừng hùng, làm gì cũng la mặt phước. Đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cùng ngu. Vậy nên nói ông đừng hùng, làm gì cũng la mặt phước. Đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cùng ngu. Thầy bảo có phước ta nên phải cúng dường nhiều, tiền mệnh gia thấp nhét vô Phật không nên đâu. Dùng tờ 500 đưa sư là phước nhân đôi, đi du lịch khắp mọi nơi, mai sau tài biến liệt người. Còn mà họ hát kiếp sau bị cầm, bị bệnh gần chết có ngày địa lòng. Tiền mình lấy chi tiêu thì cúng bị tội, là vô đạo đức chứ không hề dấn chơi đâu. Mọi người nên nhớ khi ta nằm giống nghiêu ngao, đưa chân ra ở ngoài sao, không nên đưa trước mặt lộ, là đạp người khác phước không còn đâu. Thợ hồ là kiếp trước phá gia người ta, kiếp này thân thể về nguyên là do đây. Do đi chùa ta đem cúng một chi vàng, vậy nên còn nguyên thay. Ông sư thầy cho hay nước ma phí phàm, kiếp sao ra ngoài sa mạc liền. Nhưng quan nhà sư cộng tiền có phước trở lại, làm ăn đi lên. Mọi người nên nhớ khi ta nhà ở gần chùa, chùa mà hẹp quá ta hiến nhà đất cho luôn. Tìm chòi ma ở cho sư gõ mó tu tâm, mai sau còn cháo giàu lên. Do tâm đạo quá tuyệt vời, cho nên cúng dường là sư ok. Cho nên cúng dường là sư ok. Bao có phước ta nên phải cúng dường nhiều, tiền mệnh gia thấp nhét vô Phật không nên đâu. Dùng tờ 500 đưa sư là phước nhân đôi, đi du lịch khắp mọi nơi, mai sau tài biến liệt người. Còn mà họ hát kiếp sau bị cầm, bị bệnh gần chết có ngày địa lòng. Tiền mình lấy chi tiêu thì cúng bị tội, là vô đạo đức chứ không hề dấn chơi đâu. Mọi người nên nhớ khi ta nằm giống nghiêu ngao, đưa chân ra ở ngoài sao, không nên đưa trước mặt lộ, là đạp người khác phước không còn đâu. Thợ hồ là kiếp trước phá gia người ta, kiếp này thân thể về nguyên là do đây. Do đi chùa ta đem cúng một chi vàng, vậy nên còn nguyên thay. Ông sư thầy cho hay nước ma phí phàm, kiếp sao ra ngoài sa mạc liền. Nhưng quan nhà sư cọc tiền có phước trở lại, làm ăn đi lên. Mọi người nên nhớ khi ta nhà ở gần chùa, chùa mà hẹp quá ta hiến nhà đất cho luôn. Tìm chòi ma ở cho sư gõ mó tu tâm, mai sau còn cháo giàu lên. Do tâm đạo quá tuyệt vời, cho nên cúng dường là sư ok. Cho nên cúng dường là sư ok.
cơm thì ăn một bữa, ngày ngày bốn ba khắp miền, nhận đồ chay không lấy tiền. Đêm an nhiên trong màn trời và chiếu đất, thu gom mảnh vai vụn làm thành huyền y để mặc. Lâu rồi không nhìn thấy một vị chân tu đích thật, người sung tôn như Đức Phật, đôi chân đi trên hành trình tìm chánh pháp. Nhân sinh vốn vô thường, đâu có gì để vẫn vương. Không tham cũng không ham vật chất, phong xương người thương xót cho thầy, chắp tay A-di-đà xin Phật phổ độ nhân sinh. Thế gian vẫn còn bao kẻ ngu muội, ta phải thương thầy nhé, vì thầy cho ta biết được hành đầu đã rất khó vượt, cho ta tin trên cuộc đời còn chánh pháp. Phật không ở trong chùa mà Phật ở tâm chúng ta. Cơm thì ăn một bữa, ngày ngày bốn ba khắp miền, nhận đồ chay không lấy tiền. Đêm an nhiên trong màn trời và chiếu đất, thu gom mảnh vai vụn làm thành huyền y để mặc. Lâu rồi không nhìn thấy một vị chân tu đích thật, người sung tôn như Đức Phật, đôi chân đi trên hành trình tìm chánh pháp. Nhân sinh vốn vô thường, đâu có gì để vẫn vương. Không tham cũng không ham vật chất, phong xương người thương xót cho thầy, chắp tay A-di-đà xin Phật phổ độ nhân sinh. Thế gian vẫn còn bao kẻ ngu muội, ta phải thương thầy nhé, vì thầy cho ta biết được hành đầu đã rất khó vượt, cho ta tin trên cuộc đời còn chánh pháp. Phật không ở trong chùa mà Phật ở tâm chúng ta. Cho ta tin trên cuộc đời còn chánh pháp. Phật không ở trong chùa mà Phật ở tâm chúng ta. Thằng ba trần ấy ôm nồi cơm bước lang thang, nghĩa trang là điểm dừng chân yên giấc đêm khuya. Mỗi ngày một bữa ăn,
đồ mặc khác người nên kẻ ghét hay kêu ba trợn. Thằng ba trợn ấy không một xu dính trong thân, đời phiêu bạc cố tìm ra chân lý trong nhân, cúng dường không dám nhận, chẳng lời danh vật chất, chẳng phiền ai không sân si. Đi đến đâu ai ai cũng chào, ai ai cũng tự hào. Hình bóng sư khiến ta nhớ lại cuộc đời của Đức Phật. Hỏi trên nhân gian ai làm được giống như ông, bàn chân cháy đen xuân rồi hạ đến thu đông. Thằng ba trợn ấy không bình thường, nhưng thực tình người dân đến phi thường. Thằng ba trợn vẫn đi dù bao kẻ sân si, từ khi mà có thầy bao tu sĩ lao đao cúng dường cũng ít hơn, tại vì vô tình đã đổ chén cơm của các ngài. Thằng ba trợn khiến bao người thay đổi tư duy, làm cho nhiều gã thầy tu ganh ghét sân si, lấy được lòng chúng sanh là thành công rồi đây, người gièm pha không quan tâm. Trần ấy không một xu dính trong thân, đời phiêu bạc cố tìm ra chân lý trong nhân, cúng dường không dám nhận, chẳng lời danh vật chất, chẳng phiền ai không sân si. Đi đến đâu ai ai cũng chào, ai ai cũng tự hào. Hình bóng sư khiến ta nhớ lại cuộc đời của Đức Phật. Hỏi trên nhân gian ai làm được giống như ông, bàn chân cháy đen xuân rồi hạ đến thu đông. Thằng ba trợn ấy không bình thường, nhưng thực tình người dân đến phi thường. Thằng ba trợn vẫn đi dù bao kẻ sân si, từ khi mà có thầy bao tu sĩ lao đao cúng dường cũng ít hơn, tại vì vô tình đã đổ chén cơm của các ngài. Thằng ba trợn khiến bao người thay đổi tư duy, làm cho nhiều gã thầy tu ganh ghét sân si, lấy được lòng chúng sanh là thành công rồi đây, người gièm pha không quan tâm. Lấy được lòng chúng sanh là thành công rồi đây, người gièm pha không quan tâm. Thank you.
mình thích thầy đúng không sai, nhưng quý vị hãy để trong lòng, nhìn thấy thầy thì tay chắp lại niệm Nam Mô Bồ Tát Di Đà, hoặc đưa cho chai nước đi đường, nếu không thì mời thầy cơm chay, hãy mong cầu đi trên đường may mắn bình an. Nhìn cánh này thấy thương thương, như tâm tạng gặp quại trên đường, nhiều kẻ dùng vật chất cám dỗ, mà riêng sư vẫn cứ xem thường, vẫn bao dung luôn sống khiêm nhường, khiến bao người ngày càng yêu thương, hy sinh người để cho thầy một chút bình yên. Mọi người hãy cùng chắp tay mong thầy qua nạn này, mọi người chớ có đi theo để thầy tu tập học, bởi thầy cũng kiếp con người cũng phải có lúc riêng tư, mọi người cứ bám theo hoài tội nghiệp sư. Nhìn thấy thầy ốm hơn xưa, trăm cái điện thoại gì vô người, kẻ ghét thầy cười chê các kiểu, người yêu thương thì xót xa lòng, chỉ mong cho thầy thoát kiếp nạn để chuyên lòng học Phật tu tâm, cũng xin người tha cho thầy đi có được không. Cánh này thấy thương thương, như tâm tạng gặp quại trên đường, nhiều kẻ dùng vật chất cám dỗ, mà riêng sư vẫn cứ xem thường, vẫn bao dung luôn sống khiêm nhường, khiến bao người ngày càng yêu thương, chỉ sinh người để cho thầy một chút bình yên. Mọi người hãy cùng chắp tay mong thầy qua nạn này,
mọi người chớ có đi theo. Để thầy tu tập học, bởi thầy cũng kiếp con người, cũng phải có lúc riêng tư. Mọi người cứ bám theo hoài tội nghiệp xưa. Nhìn thấy thầy ốm hơn xưa, trăm cái điện thoại gì vô người. Kẻ ghét thầy cười chê các kiểu, người yêu thương thì xót xa lòng. Chỉ mong cho thầy thoát kiếp nạn, để chuyên lòng học Phật tu tâm. Cũng xin người tha cho thầy đi có được không? Quay. Trời ơi sao phải ra nông nỗi này, làm ơn hãy cứu sư Minh Tuệ đi. Mở mắt là hàng trăm cái mái, quay sáng cho tới một giờ khuya. Bà con quá khích đi theo sao thầy, làm giao thông cản trở không đi được. Thầy làm sao tấm thân tàn gầy hao. Thôi tôi xin cô bác chị em, nếu có thương thầy để thầy bình yên. Là tại ai? Tại mấy chú YouTuber. Thầy trốn ở sâu trong rừng cũng tìm mò tới, nhưng cũng nhờ nhiều anh YouTuber nên chúng ta biết thầy hôm nay. Chỉ trách những kẻ săn tình kiếm tiền, vào quay bất chấp không tôn trọng sư. Qua kiếp nạn sẽ có phước báo, ai cũng đang lấy thầy làm gương. Tập trung giữ giới chuyên tâm tu hành, và luôn luôn giữ cái tâm thiện lành. Tàn gầy hao. Thôi tôi xin cô bác chị em, nếu có thương thầy để thầy bình yên. Là tại ai? Tại mấy chú YouTuber. Thầy trốn ở sâu trong rừng cũng tìm mò tới, nhưng cũng nhờ nhiều anh YouTuber nên chúng ta biết thầy hôm nay. Chỉ trách những kẻ săn tình kiếm tiền, vào quay bất chấp không tôn trọng sư. Qua kiếp nạn sẽ có phước báo, ai cũng đang lấy thầy làm gương. Tập trung giữ giới chuyên tâm tu hành,
và luôn luôn giữ cái tâm thiện lành. Mong được yên bình để tu. Thầy không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phần vui à. Có ai đo tâm chưa thành, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật là ở tâm, Phật là ở tâm. Phật chúng ta hiện là cha mẹ, đi khoe tiền khoe của làm oai, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lùa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của tôi nào phiền tới ai, ngày bữa cơm chẳng cần danh vọng, thế gian này ai giống vậy đâu. Đêm ngồi thiền dưới hang sâu, tu không toàn tính à, chẳng sân hận đời. Nặng lời chi với một người, luôn luôn vui cười giấu người ghét ganh. Thương thầy luôn dạy chúng sanh, phải biết giữ giới để được phước lành. Không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phần vui à. Có ai đo tâm chưa thành, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật là ở tâm, Phật là ở tâm. Phật chúng ta hiện là cha mẹ, đi khoe tiền khoe của làm oai, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lùa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của tôi nào phiền tới ai, ngày bữa cơm chẳng cần danh vọng,
thế gian này ai giống vậy đâu. Đêm ngồi thiền dưới hang sâu, tu không toàn tính à, chẳng sân hận đời, nặng lời chi với một người, luôn luôn vui cười giấu người ghét ganh. Thương thầy luôn dạy chúng sanh, phải biết giữ giới để được phước lành.